eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light... Chào tất cả các anh em đam mê BCB. Hôm nay em xin giới thiệu một sản phẩm mới về, đó là cần Ruger của Hồng Kông sản xuất. Tem mác đầy đủ, mã số. Nó có kích thước là 5.5 và 6.35 nha anh em. Mắc in Hồng Kông. Google Changer. Cần này là cần khương tuyến kép nha anh em, 12 khương tuyến. Khương tuyến kép rất là đẹp. Đây. Và nó có đầu choker nữa. Đầu choker của nó rất là sạch đẹp, đúng không anh em? Thì cần này nó có hai loại, đó là 5.5 và 6.35, có nhiều kích thước độ dài khác nhau, 13, 14, 16, 18 inch, 20 inch cũng có nha anh em. Đây là cần, cần này là 14 inch 5.5. Thước cần Ruger này là 14 inch 5.5. Cho những anh em chơi những khẩu nhỏ gọn. Đây, khương tuyến nào cũng giống nhau, rất là đẹp. Không có tí chảy xước. Cần này thì em bao cho anh em 60 đến 65 mét nha anh em. Tùy vào những khẩu súng, mà nếu mà chất lượng súng tốt mà phụ kiện của nó kèm theo là đạt chuẩn thì em bao cho anh em 60 đến 65 mét. Đây, đầu choker của nó rất đẹp. Khương tuyến kép, 12 khương tuyến. Phần nào cũng rất đẹp. Cái này có thể chơi được rất là nhiều loại súng, súng truyền thống cũng có thể chơi được luôn nha anh em. Giá rất là sinh viên, nhưng mà chất lượng không hề, cũng không có thua kém gì mấy cần cao cấp đâu anh em ạ. Đó, thường tuyến nào cũng giống nhau. Đều có mã vạch, một lô của nó đều có mã vạch khác nhau nha anh em. Tất cả những cây này đều mã vạch khác nhau, không cây nào giống cây nào hết á. Nên anh em yên tâm, không sợ. Mắc in Hồng Kông. Cần này em bao cho anh em 60 đến 65 mét. Nắp C2. 70 trở lên có thể ăn mồi nha anh em. Đó, rất là đẹp. Khương tuyến kép.
không một vết xước. Cần không phải cần Việt Nam kéo đâu anh em nha. Cần này cần nhập đó. Việt Nam kéo là rất là nhìn rất là nhiều xước. Xước cương tuyến. Và mấy cái này làm rất là tỉ mỉ và công phu. Cương tuyến kép. Rất đẹp. À, hình thức giao dịch của bên em là ship code không đồng kiểm nha anh em. Và giao dịch trực tiếp tại ship code không đồng kiểm và giao dịch trực tiếp. Anh em muốn mua thì xin liên hệ tới số điện thoại của shop của em nha anh em. Rồi. Rồi, xin chào anh em. Rồi, chúc anh em một ngày vui vẻ.